Xin kính chào quý vị nhà đầu tư đã đến với kênh Đầu tư từ đâu. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư cách sửa lệnh và hủy lệnh chứng khoán trên ứng dụng Smart One khi các lệnh mua bán đang ở trong trạng thái chờ khớp. Tại màn hình trang chủ, nhà đầu tư vào mục cổ phiếu, vào trang chứng khoán để sửa lệnh. Bước 1, nhà đầu tư vào thanh sổ lệnh, chọn lệnh trong ngày. Bước 2, chọn lệnh cần sửa, bấm vào nút sửa. Bước 3, nhập lại thông tin giá, số lượng muốn sửa và nhấn xác nhận là chúng ta đã sửa lệnh thành công. Tương tự để hủy lệnh, bước 1, nhà đầu tư vào sổ lệnh, chọn lệnh trong ngày, chọn lệnh cần hủy và bấm nút hủy. Bước 3, xác nhận để hủy lệnh. Ngoài ra, để hủy tất cả các lệnh chưa khớp, khách hàng bấm vào nút hủy tất cả ở cuối màn hình, sau đó bấm xác nhận. Xin kính chúc các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả với app Smart One.